Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình nông nghiệp của nước nhà các bạn nhé. Thì sau nhiều ngày mưa kéo dài trên thành phố Hải Phòng, mình sẽ quay trở lại, mình review trực tiếp cho các bạn xem là vườn màu của bà con trồng như thế nào các bạn nhé. Đây trước mặt chúng ta là vườn rau kinh giới, các cô bác cũng đang chăm sóc và cắt lá rau kinh giới nên thì rất tốt các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, thời tiết mưa năm nay kéo dài cũng khoảng nửa tháng rồi thì một số các loại rau thì không lên được. Thế nên là rau vào thời điểm này là rất là đắt. Đơn giản như những cái cây như rau cải này, rau cà chua này, quả cà chua ấy, và dưa chuột là những loại rau mà ảnh hưởng rất lớn do yếu tố mưa của thời tiết. Chú ơi, cái rau mà lá nó đỏ đỏ này là gọi là rau gì chú nhỉ? Cây tía tô đấy. À, cây tía tô. Mưa nhiều quá là năm nay cây thì nà cô. Cháu ấy mới đầu cháu ấy cứ tưởng là cây cà rốt. Vâng. Thì nà nên cũng kém. Vâng. Còn cái luống bên này là cô đang gieo cái gì đây hả cô? À. Hai thứ rau này có thể xen lẫn được với nhau phải không cô? Ừ. Dạ. Không, vườn rau nhà cô chú là rất đẹp. Đây các bạn xem chú này, đây chú đang vó rau mùi. Rau mùi bây giờ có được giá lắm không hả chú? Chú thì cũng nói được, nhưng mà vâng. Bây giờ nói chung là rẻ hơn so với thời điểm trước rồi đúng không? Đúng, vâng. Dạ. Hôm nay thích đi quay. Vâng. Cháu thì cứ quay những cái thước phim nó rất là dân dã để giới thiệu với các bạn trong và ngoài nước biết đến những nền nông nghiệp của nước nhà. Bây giờ thì cô bác đều sản xuất ở trên nông nghiệp thì cũng áp dụng khoa học kỹ thuật tốt rồi. Nên các bạn nhìn thấy không? Cô chú thì có thể được gọi là những cô bác nông dân chăm chỉ. Nhìn những luống rau rất là sạch sẽ. Dạ. Bên đây là mọi cô bác đang gieo cái gì lên nhỏ nhỏ đây hả cô? À vâng. Chẳng hạn những cái vườn mà su hào, bắp cải thì cháu thấy là dường như không thấy ở khu vực này phải không cô? Khu này đã có đâu. Dạ. Bây giờ người ta có dòng đại trà, dòng một hai muỗng ăn thôi. Vâng. Nát thì mình sẽ cùng các bạn sang thăm khu trồng hành ta này và một số các cái loại rau khác. Mình có thể gọi là rau răng cưa các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vườn răng cưa này của cô bác thì cũng được thu hoạch ở đây. Rất là đẹp. Nên đều mà lá cũng to. Đấy, các bạn nhìn thấy cô bác trồng có quy mô. Đấy. Tất cả cũng đều được che như thế này để chống sương muối này, chống thời tiết có thể là nắng mưa nhiều quá thì nó sẽ cháy hết những cái lá này.
Đấy, chúng ta sẽ đi vòng vòng. Ở khu vực này thì theo cô bác nói thì cái chất đất nó rất là phù hợp với lại những cái loại rau gia vị này chứ. Thì như vừa nãy mình vừa cho các bạn xem rau kinh giới này, rau mùi thì ta này, và những luống hành bắt đầu mới trồng. Thì bây giờ mời các bạn cùng mình sẽ di chuyển sang khu vực phía bên kia, cách đây cũng không xa, là trồng rất nhiều là hành ta. Hình như cái này là chuẩn bị ra hoa này các bạn này. Đây này. Đấy, thôi không để các bạn đợi lâu nữa. Mời các bạn chúng ta di chuyển sang khu trồng hành các bạn nhé. Đây là những cái vườn rau kinh giới các bạn nhé. Rau kinh giới nhỏ này các cô bác mới bắt đầu trồng. Chúng ta có thể trải những cái cây, được gọi là cây dơm, để cho ẩm, giữ ẩm đất. Như vườn bên này thì sắp được thu hoạch rồi các bạn này. Đấy, mời các bạn hãy cùng mình, chúng ta hãy dạo quanh một vòng sang khu bên kia xem cô đang tỉa những cái cây gì. Đây các bạn xem này, như luống hành này là các cô bác mới trồng xong các bạn nhé. Thì củ hành thì trồng như thế này này. Đấy, sau khi chúng ta cắt cái đầu này đi và ngâm trong vòng 24 giờ, trồng xuống này như thế này các bạn nhé. Phủ cái rơm này lên. Đấy, để cho nó giữ ẩm. Đấy. Khu vực bên này thì bà con trồng rất nhiều hành. Như vườn hành này mình đánh giá là nên rất đều và đẹp các bạn ạ. Bên cạnh đây là hai núng tỏi các bạn nhé. Đấy. Nên như thế này là trồng tỏi này. Còn vườn hành nhà anh này là trồng sớm hơn mọi người. Nhưng cái quan trọng là nó nên được, cái hành nó nên rất đều mà không bị chết. Nông nghiệp nước nhà thì bây giờ đổi thay cũng rất nhiều rồi. Được nhà nước quan tâm, đầu tư cho bà con một số những trang thiết bị máy móc tương đối hiện đại. Như ngày xưa, như những cái luống hành này là chúng ta phải cày cuốc để đánh luống nên rất vất vả các bạn ạ. Ai đã từng gọi là chân dẫm xuống đất, tay cầm cuốc rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận cái vất vả của cô bác nông dân ngày xưa. Tuy nhiên thì bây giờ máy móc làm những cái luống này nhá, là sau khi cấy xong là sẽ dùng máy phay nhỏ đất ra, và máy cũng sẽ lên luống như thế này luôn các bạn ạ. Chúng ta chỉ có việc trồng và chăm sóc tốt, chờ đến ngày có kết quả thu hoạch thôi. Như thế này thì hành bà con sẽ thu hoạch vào khoảng tầm cuối tháng 12 âm lịch các bạn ạ. Hoặc là chậm nhất thì có thể là sang đầu hoặc giữa tháng 1 âm lịch. Hành này thì chỉ phù hợp với lại trồng ở những cái khu mà đất thịt như này thôi. Trên quê hương mình thì nếu mà trồng ở đất cát thì không được, bởi vì thời tiết nó có thể mưa nhiều, củ nó sẽ không phát triển được. Đây, như vườn hành nhà anh này mới trồng ấy, cũng phát triển rất tốt.
Còn bây giờ mời các bạn chúng ta hãy sang những cái một số khu vườn trồng cây ăn quả khác các bạn nhé. Mình sẽ cập nhật tình hình chung cho các bạn xem sau những ngày mưa gió rất dài trên quê hương.